Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2020. Đến nay, các công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Trong đó, công tác xây dựng văn kiện đại hội được chú trọng, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ đột phá trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, thiết thực chào mừng đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức thực hiện ấn phẩm Đà Nẵng thành tựu và khát vọng, nhằm điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố trong 5 năm 2015-2020 và những khát vọng vươn ra biển lớn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.